Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước, Bentley Imperial 400 2010 sẽ được ra mắt trong cuộc triển lãm Moto Expo 2009. Bentley Imperial 400 2010 là mẫu retro cỡ nhỏ hoàn toàn mới, thương hiệu xe mô tô lâu đời đến từ Ý. Cái mẫu xe mới này sẽ chính thức được ra mắt trong cái sự kiện Moto Expo 2009 diễn ra vào cái cuối tháng 1 trước sự chờ đợi của rất nhiều hâm mộ người Thái Lan. Bentley Imperial 400 2010 là một trong những mẫu mô tô với diện mạo bên ngoài được định nghĩa đúng theo phong cách của một cái dòng xe đục cổ điển, lấy ý tưởng từ những mẫu xe đến từ thập niên 80. Imperial 400 2020 ở dòng chương trình có động cơ xăng đơn dung tích 373cc, SOC làm mát bằng vỏ, hộp số 5 cấp, đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 4, tạo ra một công suất 19,7 lực tại vòng tua máy 5.500 phút, cùng mô men sắc đại là 28 cm tại vòng tua máy 3.500 phút. Bentley Imperial 400 2010 mang cho mình kiểu dáng đậm chất retro với những chi tiết đặc trưng như đèn pha tròn, áp dụng cái bóng halogen, bình xăng nhỏ gọn hình giọt nước, yên xe chia làm hai và phần tay lái là khá ngắn. Đi cùng theo xe là một bộ vành đèn hoa, hệ thống treo trước ống lồng, hệ thống treo sau cái giảm tốc độ. Bentley Imperial 400 2010 còn được trang bị hệ thống phanh đi trước với đường kính là 330mm, hoạt động với heo dầu 2 bis. Phanh đi đơn ở sau là 240mm, hoạt động với heo dầu 2 bis. Đặc biệt là cái mẫu xe này còn được trang bị thêm mình hệ thống phanh ABS 2 kinh. Cái vành đèn hoa trước và sau lần lượt 19 inch và 18 inch. Đi cùng lớp trước lớp sau kích thước lần lượt là 110x90x19, 130x80x18. Các thông tin về tính năng điện tử và giá bán của Imperial 400 2010 thì vẫn chưa được Bentley tiết lộ thời điểm hiện tại. Hãy cùng chúng tôi chờ đón đến cái sự kiện Moto Expo 2009 diễn ra vào ngày 28 tháng 1 năm 2009 để biết thêm về thông tin chi tiết cái mẫu xe mới này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.